Sara quay trở lại cùng video SWAT và review mới rồi đây. Nhân vật chính của video lần này là dòng song Perfect Couple Live từ Lemonade. Sara biết là dòng song này đã ra mắt từ khá lâu rồi, nhưng mà tới hiện tại thì Sara mới cầm được bộ song này trên tay. Và chị em mình thì cũng đừng lo, bởi vì bộ song này thuộc dòng Unlimited, cho nên là chúng mình có thể mua thông thả mà không sợ cháy hàng. Lemonade là thương hiệu của chị Quách Ánh, một chuyên gia trang điểm nổi tiếng của Việt Nam. Tuy vậy thì Sara thấy xuất xứ dòng song này cũng như là trụ sở công ty chính thì được đặt tại Hàn Quốc, chị em mình có thể tin tưởng hơn về công nghệ sản xuất nha. Bao bì son với hộp giấy màu vàng chanh nổi bật. Trên hộp giấy thì có cả phần tem chú thích viết bằng tiếng Việt luôn, nhìn rất là thân thương. Trên phần vỏ giấy này thì cũng có in hình thỏi son bên trong. Điều hay ho là màu son bên trong ra sao thì ở ngoài cũng được in như vậy, cho nên là cầm hộp giấy thôi thì chị em mình cũng dễ dàng phân biệt các màu son với nhau. Perfect Couple Leaf là thỏi son 2-in-1 với thiết kế thon trụ dài, chia làm hai đầu. Một đầu thì chứa lip filler, lớp son lót, đầu còn lại thì chứa lip cream, lớp son màu. Lip filler là phần son gây tò mò hơn cả. Cảm giác trên môi da thì bạn này cực kỳ đặc, trong suốt và tạo nên lớp màng mướt phủ đầy môi hơn, tăng độ ẩm cho môi. Lip filler thì cho hiệu ứng ly, nhưng mà bạn đừng bôi nhiều quá nha, nếu không thì sẽ có cảm giác rất là dày nặng và sẽ phá kết cấu lớp son màu về sau. Lip filler là một loại son lót mới lạ mà Sara thấy khá thích. Chị em mình có thể thử dùng bàn này làm lót môi khi dùng son hàng ngày luôn, chứ không nhất thiết chỉ khi dùng với son này thôi không đâu. Để chị em mình không xem nhiều bị chán thì Sara sẽ bỏ cảnh tô lip filler trước khi dùng lip cream nha. Chỉ quay cảnh tô 5 màu son thôi hen. Bảng màu Perfect Couple Lip thì gồm 5 màu, Sara sẽ swatch đủ cả 5 màu cho chị em mình luôn. Mở đầu bảng màu là 01 Sugar, tông đỏ nâu gạch dễ dùng và quyến rũ. Tuy được hãng mô tả là nâu cam gạch thì Sara thấy thực tế đỏ và nâu là hai màu son trội nhất của gam màu này. Cam và đất rất là ít thôi, Sugar thì hợp với mọi tông da và còn làm trắng răng nữa đó. Nghe chữ lip cream thì Sara đã tưởng là son sẽ đặc, nhưng mà không, bù lại với phần lip filler siêu đặc thì lip cream sẽ cực lỏng, lên màu đậm rõ. Khi Sara kết hợp với lip filler thì Sara cảm nhận lớp son trên môi giống như là diện velvet tint, nhưng mà khi chỉ dùng lip cream đơn lẻ thì Sara lại thấy hơi hướng giống son kem lì, bởi vì có lớp lip filler ủ dưỡng rồi, cho nên là dùng lip cream đơn lẻ một mình thì Sara thấy son sẽ khá khô và lộ rãnh môi đó. Thế nên là chị em mình nhớ phải kết hợp cả hai để đúng cái tên Perfect Couple Lip nha. 02 Ice là sức hồng đất tông lạnh, nhưng sẽ thấy độ lạnh màu son này cực kỳ vừa phải, đủ để răng không bị xỉn ố và không quá nhiều để màu son bị ngã tím, khiến tổng thể khuôn mặt nhìn bị buông. Sẽ rất là thích Ice. Nếu chị em mình để ý thì tên 5 màu son là 5 nguyên liệu để kết hợp cùng chanh pha nên một ly nước chanh thơm ngon. Cách tên gọi hình tượng cho nên là cũng không mang tính đặc tả màu son đâu. Nhưng mà sao lên web hãng thì thấy hãng có chú thích màu son rất là rõ ràng, thuận lợi cho chị em mình khi shopping. Bảng son Lemonade Perfect Couple Lip thì đang được bán tại website hãng với giá 299.000 cho một thỏi, free shipping trên mọi đơn hàng. Trọng lượng lip filter là 3.5g, lip cream là 4g, tính ra là bằng 2 thỏi son full size luôn, cho nên là sao thấy giá thì cực kỳ bình dân. 03 Salt là tông đỏ cam với rất ít đất, trên này sẽ không được trendy bằng. Màu son này thì sẽ không kén tông da, nhưng mà bạn phải đánh nền để dùng đẹp nhen. Để mặt mộc thì nhìn da sẽ hơi bị xỉn. Cả lớp filler và lip cream thì đều chung một mùi chanh tươi, nhưng nếu mùi ở lip filler nhẹ nhàng và thoảng thoảng thôi thì lip cream sẽ rõ ràng và đậm đà hơn đó. Sẽ thấy bình thường, không thích cũng không ghét mùi son này, nhưng mà nếu chị em mình ngại son rõ mùi thì cứ nên ngửi thử trước khi mua nha. Cam đỏ với chút đất nhẹ tạo nên 04 Honey, màu son này trẻ trung và năng động lắm. Tuy nhiên vì thuộc tông ấm và có nhiều cam cho nên là Honey sẽ làm hơi xỉn màu răng. Đẹp nhất với Honey thì sẽ nghĩ là các tông da từ trung bình đến sáng. Khi dùng bảng Perfect Couple Lip này phun môi thì lúc nào Sara cũng thấy là son có lớp màu stain hồng tươi bám chặt vào môi của mình. Lớp stain này thì cũng không quá bền như lớp stain của son tint. Điều hay ho là Sara thấy lớp stain này bám cả môi luôn, chứ không chỉ là lòng môi đâu. Không lì hẳn cho nên là khi chạm môi thì son vẫn để lại dấu môi rõ màu. Ăn uống thì son cũng sẽ trôi đi kha khá. Sinh hoạt thông thường thì Sara thấy son bám từ 3 đến 5 tiếng tùy kiểu đánh son. 05 T khép lại bảng màu bằng gam đỏ nâu hot and hot với loạt ưu điểm như là dễ dùng, tôn da và làm trắng răng. Đây cũng là màu son mà Sara thấy thích nhất bảng màu lần này. Chiếc son Lemonade Perfect Couple Lip thì không xét lại quá, cho nên là khi đánh phun môi rõ viền á thì Sara thấy em son này hơi bị lem nhem. Bảng son này thì thích hợp nhất cho các chị em thích tán son mỏng, pha màu son hay là dùng kiểu lồng môi và kiểu son phai. Sara thấy cả bảng 5 màu son thì đều rất là ổn trên da của châu Á. Hai màu mà Sara cảm thấy thích nhất là 01 Sugar và 05 T.
Tổng quan mà nói thì Sa thấy rất là thích Perfect Couple Lift. Sa có thể dùng bạn này mix màu son rất là dễ dàng, cũng có thể điều chỉnh độ dưỡng nhiều ít tùy tình trạng môi từng hôm. Lip filler là một dòng son lót cũng rất là đỉnh nữa. Sa nghĩ đây là một thỏi son rất là đáng để sở hữu đó. Video ngày hôm nay thì đến đây là hết rồi. Sa cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn nút like và subscribe channel của Bitin Yaway nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.